Hello, xin chào anh em nha. Thì cái này đủ khoảng 5-70 người chơi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái này buổi trưa nay này. Thì anh em xem cái clip video của mình là thì anh em hãy chịu khó học. Bởi vì nhiều anh em còn quá yếu. Mình nói thật luôn. Mình thấy nhiều anh em còn khá là yếu về tay nghề. Thì anh em phải cố gắng. Mình chia sẻ cái này một nốt nhạc cho chúng ta luôn này. Cái vấn đề ở đây này, ví dụ một con xe này mùa dịch hay là một con xe để lâu cũng vậy, thì cái này tùy theo cái khả năng của anh em người thợ chúng ta. Đấy, chúng ta có thể kích hoạt cái bình tương ứng với bình khoảng 7A 6A, đúng không ạ? Đấy, kẹp trực tiếp hoặc chúng ta sạc trực tiếp thì chúng ta phải kiểm tra cái thiết bị sạc của chúng ta. Sạc của chúng ta cái đồ đều thì chúng ta vứt đi. Còn nếu mà chẳng thấy, chúng ta không tin tưởng về đồ chơi của chúng ta có chất lượng hay không, thì chúng ta tháo một cọc bình ra, đúng không ạ? Tháo một cọc bình ra, chúng ta muốn sạc trực tiếp, ở đây có dùng một cái tô vít thôi, chúng ta ngoáy một cái một cọc bình ra thôi là xong. Bỏ tô vít ở đây ngoáy trong vòng bao nhiêu giây, đến 1, 2, 3, 4, 5 chắc ra. Còn nếu đồ chơi của chúng ta tin tưởng thì sạc bao la, sạc qua ngày này qua ngày khác không bao giờ chết. Và đặc biệt chúng ta làm xe thì chúng ta hạn chế đừng bao giờ cắt dây điện của xe khác ra. Một con xe mới như thế này hoặc chạy 5-10 năm dây điện chưa chắc đã hư. Thì anh em lưu ý như vậy. Ví dụ đây, một con xe to to thợ khác chất vào như thế này. Rồi mất hết. Được chưa? Mất hết. Tìm xe không được, cái này một nốt nhạc có cái gì đâu. Nên anh em hãy chịu khó học. Hoặc là cái clip, những clip mình livestream trong fanpage này thì anh em hãy chịu khó nhìn vào anh em xem. Và chúng ta sẽ làm được thôi. Đừng bao giờ cắt bất kỳ một sợi dây điện. Bởi vì nhiều lúc anh em chẳng hiểu, anh em cắt xong bộ dây điện hoặc là anh em nhìn thấy bộ dây điện nó tè le hạt me đi. Thì chúng ta sợ ngay. Đúng không ạ? Vì ở trong này nó sẽ là 15 sợi dây điện tước ra hết ở đây, xé hết ra đây, thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy cái màu dây điện chúng ta cực kỳ là sợ. Còn cái trạng thái mà sạc bình lố quá thì các bạn phải có khả năng các bạn lôi con SU ra, các bạn sửa một phát là xong. Đấy, còn cái này anh em nào cảm thấy khó thì comment cho mình giúp được cái gì thì giúp. Còn vấn đề ở đây này, rồi chúng ta chia sẻ. Nên vậy các bạn cứ hơi tí là mổ cái sợi dây điện của người ta ra tè lay hạt me. Thế là nhìn thấy 15 sợi dây điện ở đây, xong rồi tước, rồi cắt, rồi xào. Thì ở đây nó có rắc, có chân mà anh em rút SU ra là chúng ta đo được thôi. Được chưa? Rồi rắc A, rắc B, rắc bên này sẽ là xi nhan thôi, chẳng có cái gì cả. Cái quan trọng nó làm việc là cái rắc bên này. Ok. Có mấy sợi dây điện các bạn chịu khó nhớ hoặc các bạn mở tài liệu ra. Rồi đít cước, con SU này, bộ ổ khóa này, đít cước. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Đít cước ở đây một là SU, đúng không ạ? Ở trong này nó sẽ quá sạc, nó sẽ chết cái con iốt bảo vệ trong này, đúng không ạ? Gọi là iốt kim mặt. Nói hiểu nôm na như vậy, nó quá một cái điện áp thì đương nhiên nó sẽ nổ patch và đồng thời nó sẽ chập. Ví dụ tìm xe như thế này, đây luôn, thật luôn chứ không có ví dụ nữa. Rồi mất hết. Thì một người thợ mang vào phải kiểm tra cái bình, được chưa? Hoặc là ở nhà làm bao nhiêu tiền thì đầu tư một cái bình. Đó, ăn bao nhiêu cũng hết, nhậu bao nhiêu cũng hết. Làm biếng tháo cái bình của khách hàng ra, một con vít, hai vít, ba con vít, bốc cái bình này ra, thì dùng hai sợi dây điện câu trực tiếp nối từ bên dưới lên bên trên, dùng một cái bình tương ứng hoặc là thiết bị sạc. Có ba con vít này, các bố vẫn lười mở thì các bố chết hết, đúng không ạ? Chết thì đừng bảo tại số, chết rồi chúng ta ẩu. Bởi vì chúng ta không đọc hướng dẫn trước khi sử dụng nên chúng ta chết là chuyện bình thường.
Rồi xong đâu rồi đấy, xong sạc xong hoặc là cái lấy cái bình gì đấy kích hoạt nó khá là lớn, hoặc là lấy cái bình của đập điện 3 bình 36V, 4 bình 48V oạc lên đường. Thì đương nhiên nó sẽ thông thẳng cho anh em một cái dây điện nguồn và mát và chân số 2 và 12. Đây 1 2 dương này, đỏ trắng này. Và tiếp tục sẽ là 12 này. Phải đo hai sợi dây này xem có điện áp căng đét là 12V không. Có chứng tỏ cầu chì tốt, đã có xuống đây. Đấy, hoặc là cầu chì cháy liên tục thì hãy mở cái con này ra. Lấy cưa sắt cắt một phát ra xử lý trong này là xong. Rồi thì bây giờ cái hộp này bây giờ đã đo nguồn có mát có thì đương nhiên hộp này chết. Rồi, nguồn với mát xuống đây rồi. Thì hộp này chết. Được chưa? Chết. Chết nếu khách hàng còn cái mã ECMID này thì chúng ta không cần phải đọc. Đấy. Nếu bây giờ khách hàng mua xe lại, cái mã trong cái thẻ nhựa này mất thì chúng ta phải quét để đọc. Đọc không được nữa thì chúng ta phải can thiệp sửa ở trong này. Đấy, không phải là cứ mở ra là đọc được đâu. Nó chết ở trong này thì chúng ta không đọc được, chúng ta phải sửa để chúng ta đọc. Tuy nó chết rồi nhưng chúng ta phải cố gắng sửa để đọc ra cái mã ECMID này. Rồi, coi như chúng ta đọc thì cái mã ECMID nó ghi như thế này đi. Đúng không ạ? Rồi, đơn giản chúng ta tháo ra báo khách hàng là chết hộp như thế này. Thì đi mua bộ này nhít 1 triệu. Nhít 1 triệu cả một SU và một FOB. Đúng không ạ? A Black Vision Lead không quan trọng, cứ miễn sao nó là hai nút nhấn. Valeo cũng vậy. Mua một bộ mới. Thì lúc này mua bộ mới về nhà thì đương nhiên chúng ta gắn vào, chúng ta chưa đồng bộ cái mã ECMID thì đương nhiên nó sẽ kêu tít 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 tít. Rồi sẽ mô phỏng cho anh em. Đấy, nhiều anh em chết như dạ, chết xong rồi chẳng biết làm cái gì cả. Rồi đây, mua bộ mới về nhà cắm vào thì mở khóa được thôi. Chưa có đèn FI full xăng điện tử bởi vì chúng ta chưa đồng bộ cái mã ECMID. Rồi chúng ta tìm xe bộ mới. Ok, thấy chưa? Rồi chúng ta thử xoay núm khóa. Rồi. Ok. Một nhanh, hai chậm, một nhanh. Tít. Chậm, hai nhanh, một chậm. Ok. Rồi. Thì quá trời đơn giản luôn, hơn 1 triệu. Đi mua về nhà, rồi cái bộ này nó đã đồng bộ rồi, một lớp bảo mật. Đúng không ạ? Cái lớp thứ hai nữa chúng ta cần đồng bộ cái mã ECMID vào cái hộp mới này. Cái này đã đồng bộ rồi. Còn cái ổ khóa này không quan tâm. Ổ khóa này kích hoạt cuộn từ chân số 1 và số 9 nó nhảy tóc như thế này. Thì ổ khóa này còn ngon. Ổ khóa nào lắp vào cũng như nhau. Ổ khóa này mang tính chất là gì? Nó chỉ là một cái tiếp điểm đóng mở thôi. Nè, kích hoạt cuộn từ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta làm, chúng ta đừng có tước dây điện. Các bạn tước dây điện ghê quá, bảo các bạn mẹ học 2-3 triệu, các bạn lại tiếc. Tiếc tiền nên các bạn chết là đúng thôi. Rồi, ok, lấy ra. Bắt bận ba cái này không phải nói phét chứ anh em chứ. Không phải là tháo nhựa ra nó lâu chứ, bắt bận cái này trong vòng mãi 1 phút. Nói về khóa Smartkey. Các loại khóa Smartkey nếu mở áo rồi, bắt bận từ 1 cho đến 5 phút là nó phải chết, chứ không thể nào sai sót cho anh em được. Rồi thì cái bộ này ok, bộ chết. Rồi bộ này bộ mới thì chúng ta chưa đồng bộ. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái thiết bị máy Smart Tool. Mua máy comment luôn, inbox tặng cho khóa học.
Rồi, bộ chết bên tay trái, bộ sống bên tay phải. Rồi thì bây giờ chúng ta đồng bộ thì mô phẩm cho chúng ta đã khoét một cái lỗ này rồi, chúng ta xử lý để chúng ta đọc được cái mã này rồi. Rồi chúng ta đi mua bộ này nó rẻ thúi, lắp nó vào. Rồi coi như cái mã mình đọc ra đây. Rồi xe này còn thẻ nhựa hoặc là chết thẻ nhựa thì chúng ta phải đọc và chúng ta phải nghiên cứu. Rồi ok. Thì đơn giản chúng ta sử dụng một con smart tool. Đấy, ok thì vui lòng liên hệ tặng cho khóa học. Bao phê tới tận xì, từ FI cho tới hệ thống khóa. Chịu khó các đêm, anh em chịu khó học thì chúng ta sẽ thành tài hết. Giờ chẳng thấy tài đâu, toàn thấy tài phá không. Chết như dạ. Và các bạn, đặc biệt các bạn có cái tính là các bạn cứ vọc dây, các bạn tước dây, các bạn xé dây, các bạn nạo dây người ta ra ghê thật. Mẹ cái xe nó mới len keng, nó chưa hư dây đâu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái hộp mới này, chưa khui này, gắn vào. Rồi ok. Rồi lúc này sẽ dựng con smart tool lên cho cả nhà nhìn thấy cho nó rõ tí. Cắm vào thôi nhá. Rồi hai dây điện đây bỏ. Cắm vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã đọc ra cái mã SMID trên cái hộp chết. Trái là lẻ là chết, phải là trắng. Rồi chúng ta cấp một cái nguồn điện áp vào từ bình ắc quy. Ơi rẻ anh em ơi. Ok bán cho luôn. Rúng lăng tí nó comment thì Tuấn còn một bộ bán luôn nhá. Ok. Cái này đơn giản vào cái chức năng smart key hàng thứ 3 nha anh em. Khổ anh em ghê luôn đấy. Anh em chia sẻ đi, để cho cuộc sống này nó bớt chết nhiều. Chết gì đâu mà anh em cứ làm chết mẹ vô tội vạ, anh em chia sẻ đi nhá. Vừa xem vừa chia sẻ cho nhiều anh em chịu khó biết để chúng ta học, chia sẻ ra. Chia sẻ lên mình làm cho một cái mẹ dễ còn hơn cả ăn miếng cơm vào miệng anh em ạ. Chưa ăn cơm. Rồi đây, cắm vào thôi, cắm vào thôi. Đó, hai dây này kệ nó, không cần khui. Rồi bởi vì chúng ta đọc ra cái key rồi, cái mã SMID rồi. Rồi khoét đọc đẹp bằng hoàng, xử lý trong này rồi. Còn muốn chuyên sâu nữa thì comment ở phía sau, nhiều lúc đọc không được. Đúng không ạ? Thả like đi. Ok, xin chào chào Ngọc Hòa nhá. Xin chào anh Lê Văn Mạnh nhá. Trần Hoàng Vũ, chào em trai, KK chào anh trai. Enter. Honda SU 20 pin. Rồi chúng ta hãy vào cái chức năng lập trình thủ công. Chúng ta vào cái phần thay thế SU mới, hàng số 3. Chia sẻ cho mọi người cùng biết. Enter. Lúc này mời nhập cái mã SMID mà chúng ta đã đọc ra trong cái hộp SU chết. Có máy mua cái máy làm gì mà làm thủ công cho nó khổ vậy. Bấm nháy nháy
kết nối rắc làm cái gì cho đau đầu. Có cái máy thì sử dụng cái máy 0754 00 bấm. Rồi chúng ta bấm số 7. Rồi số 5. Số 4. Rồi ok. 0754. Ok chưa? Rồi 0 không bấm số 6. Số 0. Số 6. Rồi số 4. Xong. Rồi kiểm tra lại xem ok chưa? 0754 06 064. Rồi chuẩn. Rồi hộp này rung. Bỏ. Rồi cầm cái bộ mới gồm với cả FOB. Cứ trả vờ làm thì coi như không biết đi. Sai làm lại. Ở đây cứ là trả vờ đi. Chẳng có cái gì mà phải sợ. Đấy, coi như chúng ta mới lần đầu làm. Làm đại. Rồi chúng ta chuyển đỏ qua xanh. Xanh. Đang thực hiện vui lòng đợi. Rồi xanh qua đỏ. Cứ làm theo máy này. Nó bảo xanh qua đỏ. Rồi đỏ. Bấm enter. Rồi nó bảo nhấn FOB 2 lần. 1 2 enter. Làm thêm một lần nữa. 1 2 làm thêm một lần nữa, 3 lần như vậy. Rồi, lần thứ 3 kết thúc. Enter. Rồi, nó bảo nhập số 7. Thì chúng ta sẽ bấm 7 lần, nó sẽ hiện thị ở đây. Số 0 thì chúng ta sẽ lần 1 thì chúng ta sẽ không nhập số 0 thì nó bảo là nhập lần 2 luôn. Số 7 nhấn 7 cái. 1 2 nhấn tá lả, nhấn khi nào đủ 7 thì thôi. Nó sẽ chạy ở đây. Đấy, không thể nào lộn được. Nhìn vào cái số này. Rồi. Nó bảo nhập số 5. 1. 2. Cứ như vậy. Rồi. Tự động nó sẽ chuyển. Nếu chúng ta bấm đúng. Nhìn vào số 2. 3. 4 lần. Số 6. Cứ vậy bấm thì phải dễ ăn còn hơn cả lấy tiền. Mà chúng ta lại làm không được. Rồi 6 lần tiếp. Rồi 4 lần. Rồi đang thực hiện. Rồi xong. Kết thúc. Xong, lúc này chúng ta đã đồng bộ với cái má SMID với hộp SU mới. Quá dễ dàng cho anh em khi bắt bận. Một con xe vào tìm không được, chỉ cần kiểm tra nguồn và mát, chạy đúng chân số 12. Có nguồn và mát rồi thì nó lên đường thôi. Còn cháy cầu chì liên tục, cầu chì nuôi SU thì mở ra, khui SU ra sửa. Xong thì nó chết rồi, cố gắng vớt vát đọc được cái mã SMID. Nếu khách hàng còn cái mã thẻ này thì không cần đọc. Khách hàng mất rồi mua xe lại khoảng trao tay từ thợ này qua lái này qua khách hàng này. Thì chúng ta cần xử lý cái hộp này để đọc ra cái mã SMID. Còn nếu bây giờ nó chết luôn con vi xử lý đọc không được. Thì chúng ta phải khoét SM là IC. Để chúng ta hít ra cái mã SMID. Rồi hít ra được như lúc nãy. Thì lúc này chúng ta đã đồng bộ. Vừa rồi đã xong.
Rồi bây giờ mang con xe lắp giao cho khách hàng, mẹ nhẹ như lông hồng. Cái quan trọng là chúng ta phải đi mua cái SU này khi cửa hàng chúng ta không có. Nên chúng ta đừng làm cái gì mà nó phức tạp, để một con xe nó hành cho ra bã, rồi sứa, rồi test dây điện người ta ra. Rồi, chúng ta chuyển qua FOB hình màu đỏ. Nhấn cái công tắc đề, đánh thức hộp SU. Có bơm xăng. Đã đồng bộ rồi, yếu pin, thay cho người ta cục pin luôn. Móc này chắc để lâu. Thế là lấy tiền. Hay cho xin cái like OXK. Thế thôi, chứ không phải con xe mang vào tháo hết dây điện ra, mẹ bung tè le hạt me ra hết, xong rồi phá, xong rồi xe nó hành cho 2-3 ngày, phê quá anh ơi. Rồi chết tại số, không phải tại số mà do tại ổ. Rồi khóa. Rồi xong, bởi vì nó đồng bộ rồi mà. Rồi bảo mặt lớp thứ hai xong. Lính ơi, lắp dàn nhựa vào cho anh, lấy tiền của anh chị hết 3,8 triệu. Ok, khách hàng đưa 4 triệu khỏi thối, bởi vì khách hàng đi tới 3 tiệm rồi mà không sửa được, tới tiệm ông làm trong vòng khoảng 10 phút. Hãy đầu tư hôm nay để có lợi nhuận. Đấy, xong. Dưới trạng thái chúng ta không làm việc nữa trong vòng khoảng 20 giây, ngắt cuộn từ, đóng băng. Nhấn công tắc đánh thức. Trong vòng khoảng 20 giây chúng ta không xoay khóa, đóng băng ổ khóa, thì chúng ta lại phải bấm lại để đánh thức. Trong vòng 20 giây. Ok, chưa tới 20 giây vẫn mở được. Dễ không? Thế là lấy tiền. Nên làm mà chẳng đầu tư cái gì cả, xong rồi xe hành. Đi mua ở đâu, ở cái máy trên mạng ấy, chẳng có ai hướng dẫn hỗ trợ gì cả. Thế là mù mịt. Rồi của anh chị xong. Rồi bộ này chết. Rồi bộ này anh chị có làm gì không? Cho em xin, em phá, em nghiên cứu. Ôi trời, nó chết rồi, anh lấy gì mới cục nhựa này hả chú? Quăng. Rồi để lại sau này mở ra ngồi nghiên cứu sau. Đấy, coi có sửa được không. Đấy. Dễ hơn cua gái chuẩn. Sơn Nam mẹ cua gái đầu tư hơi bị nhiều. Cua gái phải đầu tư cái giọng, phải hot cho gái nó nghe cảm thấy nó phê. Rồi chở đi ăn uống. Em ơi, anh mua cho em cái quần lót này VIP. Quần lót có khe. Loại này mới ra biên bản 2021. Em mặc cảm thấy ok không? Thì phải ok nó mới đưa vào khách sạn. Đấy. Rồi một bộ này hơn 1 triệu. Đấy, nhất 1 triệu mua về thủ ở đấy. Bữa nay chết nhiều lắm. Đúng không ạ? Chết trôi chết rạt, khách hàng vào là đồng bộ thôi. Thủ công làm gì, mới bố có cái máy này thì dùng cái máy này cho nó đẳng cấp. Nhớ không? Rồi khách hàng hỏi máy này bao nhiêu tiền? 38 triệu. Đúng rồi, khách hàng bảo đúng rồi, chị đi hai cửa hàng kia nó giam chị 3 ngày làm loại hoại không được. Tháo xe chị lung tung là chị sót lắm em ơi. Ghé em gì đâu, em kiểm tra gì đâu, từ bấy trong vòng khoảng 10, bao nhiêu phút, khoảng 20 phút. Trời ơi, em đầu tư cái máy này em học, còn hơn cả tiến sĩ chị ơi. Còn cửa hàng bên kia nó không học.
Thì ok. Rồi 3 triệu 8. Triệu 8, 2 triệu 8 tùy theo. Đấy, tôi đang nói là cái giá tùy theo các bạn lấy ở cái tay nghề các bạn nó chuyên nghiệp hay không. Ok không? Đấy, giờ chết. Khi đi về em gửi lại chị gái cái thẻ nhựa này, hoặc là chị lưu cái mã số này vào cái điện thoại của chị giùm em. Lỡ mai lần sau cục này chết tiếp, em là em làm cho nó nhanh. Ok. Được không ạ? Rồi. Hy vọng tham gia khóa học online để được 15 đêm cảm thấy để phê. Rồi làm con này làm full luôn, mở tua đề từ đủ các kiểu con đà điểu. Rồi nhanh gọn. Rồi cắm rắc này vào là lượm lúa. Thì hy vọng như thế này này. Thì các bạn và anh em bây giờ không có xe ở nhà thì hãy đầu tư một bộ này và một bộ dây điện. Các bạn hãy chịu khó tiết kiệm đi. Các bạn mua cho tôi một bộ này, một bộ của SH. Nó chết. Thì các bạn cứ đồng bộ như vậy là xong. Ok. Trước mắt là các bạn học mới mua bộ dây điện nữa. Ok, tôi bán cho. Về đây này, nó có mấy chân rắc lưu hưu này. Này, dương 12V này. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đây. Rồi, số 3 12V sau khóa này. Số 12 mát này. Chúng ta hãy chịu khó về nhà làm điều đấy là chúng ta sẽ thành công. Chứ bây giờ anh em chẳng có đầu tư gì cả. Lâu lâu lên trên mạng thấy bố nào hot bán cái máy về nhà chẳng biết sử dụng cái gì cả. Rồi con xe mang vào đắng lưỡi. Bán máy này hỗ trợ máy thì không biết có hỗ trợ hay không. Quan trọng là tay nghề. Đó. Hay là mua máy này về nhà chỉ biết đọc xóa lỗi. Phân tích vài cái dữ liệu lom com. Rồi và những cái con này nữa thì tháo ra thì hàn tè le hạt mai hết, sùi bọt lên để nó chết. Đấy, cái này là tùy theo anh em mình chia sẻ cho anh em khá là nhiều. Còn riêng Đình Tuấn ở đây bao hết cho anh em thợ ở đây. Mẹ dù nó chết bất kỳ một thiết bị gì, riêng con xe Đình Tuấn có hàng hay là không có hàng tháo ra hết. Cái quan trọng là anh chị em quý khách hàng ở đây có chịu khó bung lụa hay là không. Bất kỳ một hộp SU hay là quật điện hay là IC của tất cả những dòng xe đấy, thì anh em thợ ở khu vực này cần là cứ mang tới đây. Bất kỳ một thiết bị gì liên quan tới FI thì anh em cứ mang tới đây, nhanh chóng giải quyết cho anh em trong vòng tích tắc. Rồi để lên toa rồi, đã chiều nay 4 giờ xe chạy rồi. Ok anh, lắp chung tất cả LED Vision A Black. Đây Vision 2021, 2020 chứ ai bảo 2021. 2020 đã ra rồi. Này ai bảo sạc cái center xịn thì mẹ nổ bắp bắp. Này.
Đấy, sạc này thông minh lắm, nổ pop. Để garanti khoảng 16V, lên ga khoảng 2 mấy V. Lên tí nữa thì chết luôn từ SU hoặc là luôn cả IC nếu xe nào có SU. Rồi, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Chúc anh em buổi trưa ngủ ngon nha. Mình chia sẻ thế thôi, hy vọng rằng anh em hãy đọc được. Đừng để FI này nó hành. Rồi, bữa nào sẽ có một khóa học để tham gia đo tất cả những IC này, kiểm tra khi con xe vào lắc một phát biết IC này sống hay chết trong vòng tích tắc. Chịu khó kiếm tiền được thì tham gia khóa học để cho nó minh mẫn cái đầu óc lên để chúng ta ra thành công. Hay. Xe có chẳng cần phải thử, tua đồng hồ, test đồng hồ, sửa đồng hồ, cắm ở đây luôn, báo xăng đồ cho nó ok, khỏi cần phải đo, khỏi cần giả lập, bởi vì mình có đồ chơi. Và làm cái nghề này nữa này, nhiều anh em có tí tiền thì chúng ta lo xây toilet, xây nhà tắm, xây nhà cầu, phải mua bể bơi. Từ từ hẳn xây nhà. Nhà chẳng qua là cái gì? Để chúng ta chui ra chui vào, để chúng ta ở, chúng ta che nắng che mưa. Cảm thấy cái nhà chúng ta nó bị rột nát thì chúng ta lên chúng ta chám tôn. Nếu mà tôn nó mục quá thì vào thay tôn. Chứ đừng có trong tay có khoảng vài trăm triệu, hoặc là trong tay mới có 200 triệu đầu tư thì các bạn không đầu tư. Các bạn muốn đi xây cái toilet, muốn xây một cái bếp để ăn cơm cho nó ngon miệng. Đúng, ăn cơm ngon miệng thật. Nhưng quan trọng là bữa ăn của chúng ta có cái gì, đúng không ạ? Về nhà sụp một cái là xong. Tiền để đầu tư, đầu tư thì đương nhiên nó sẽ không hành. Đấy, bây giờ chúng ta mới có gom được có tí tiền, xong chúng ta mẹ cứ muốn là ở cái nhà này đẹp để cho thằng bạn mẹ lâu lâu nó mời vào, như kiểu mời cha mời bố mình đấy, để cho có chỗ ngồi. Tiền chúng ta chưa có nhiều thì chúng ta cần gì phải làm điều đấy, ở cái nhà lẹp xẹp cũng được, nhưng quan trọng tố chất chúng ta sống tốt, đầu tư nghiên cứu để làm phun xăng điện tử cho nó chất lượng. Đầu tư 3 phun xăng điện tử này bao nhiêu tiền? Khi anh em đã có máy, mua máy thì ok, có người tặng nhóm học rồi, kiến thức có rồi, về nhà làm góp góp mua vài ổ khóa nữa thôi là xong. Đấy, để chúng ta làm tối làm cái gì, ngồi mà luyện lấy cái máy đọc. Mẹ tối anh em có chịu khó đọc đâu, mẹ tối đi ngủ, thằng này gọi đi nhậu là đi nhậu, rồi ngồi nói chuyện mẹ thế giới, nói chuyện của chị Phương Hằng live stream thì mẹ xem Lộc Phụ Hồ. Cái thời gian đấy mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta xem làm cái gì nhiều. Xem khoảng 5 phút chúng ta thoát ra, chúng ta đi kiếm cái gì nó nhồi vào trong cái đầu này, để đáp ứng được cái cửa hàng và kiếm được tiền thì chúng ta không vào. Rồi lâu lâu gặp cái bận khó thì mẹ nó hành cho chúng ta nhia răng nhia lưỡi hết, thì chúng ta hãy chịu khó học. Nó sẽ ngấm vào trong đầu, nó ngấm rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đấy, thì mỗi người một tư duy mà ăn thì em chia sẻ thôi. Anh em nào nghe được thì nghe, không nghe được thì anh em vui lòng bỏ qua. Chỉ muốn là chúng ta làm cái nghề này để chúng ta giỏi lên thôi. Đấy, giỏi lên thôi. Chứ mẹ gom gom được vài chục triệu, mẹ chưa đầu tư cái gì cả. Mẹ đi mua bộ ghế salon, mua bộ ghế nệm, để lâu lâu bạn nó vào thì mẹ cho bạn nó ngồi êm đít.
Thế tiền chưa có đầu tư mấy cái đó làm gì, vô ích. Kê mới ghế nhựa, cái bàn inox ngồi với bình thường. Quan trọng bạn vào nhà mình chơi, mình tiếp chuẩn, mình có bia cho bạn mình uống, có rượu cho bạn mình uống nếu người bạn mình tốt. Còn đâu phải là mẹ nó lo bữa ăn hàng ngày xong rồi đầu tư với cái này để cho nó đẹp cái nhà khi tiền chưa có để làm cái gì. Đấy, thì hy vọng rằng chúng ta còn làm nghề thì chúng ta hãy yêu nghề, hãy chịu khó lô ôn và luyện để cho cái bộ não này nó phải căng đét thì nó mới thành công được. Tất cả những dòng xe đời mới giờ phun xăng điện tử hay khóa sổ mấy kia nó cực dễ, nó dễ cực kỳ cho chúng ta. Cái quan trọng chúng ta có làm học hay không, hay là chúng ta làm biếng, đó là cái điều quan trọng nhất mà mình muốn gửi tới cho tất cả anh em thợ. Mình chia sẻ rất nhiều và nhiều anh em thợ vẫn chết lù khủ, chết khá nhiều, chết thì không biết nói gì hơn nữa. Cập nhật cái gì Minh Huy? Minh Huy tí cập nhật cái gì? Nhưng một khi nó vào thì không cố được sao ăn, cố cái gì ăn? Tội cho nhiều anh em, thật sự mình livestream khá là nhiều nhưng không biết rằng anh em có học được hay là không. Nó chỉ có thế thôi. Mở tour thì em phải nhận được cáp anh mới cài cho em được nhá. Chiều nay anh gửi cáp cho em, gửi em vài cục mô bin sườn, gửi em bộ dây điện về nhà chịu khó nghiên cứu. Mẹ bộ dây điện có vài trăm ngàn bạc, nhiều bố thì mẹ còn tiếc tiền. Thì mẹ ra ngoài kia đánh quả nhậu phát ba thằng hết 1 triệu thì mới thằng thì mẹ 300 thì không tiếc. Rồi bay mẹ 300, ba thằng ngồi nói chuyện thì mẹ toàn là thiên trời thế giới. Nói chuyện của Hoài Linh, nói chuyện của mẹ vợ chồng Công Vinh, dạo này không biết nó có đi tù không bạn nhỉ. Mẹ Phương Hằng vậy mà ghê, mẹ một mình chấp hết cả nghệ sĩ. Đấy thì mẹ toàn nói chuyện thế không, xong bay mẹ mất một thằng 350. Rồi dạo này bạn ơi thì mẹ Covid, bữa giờ anh em mình lâu không đi massage, không đi hát karaoke. Rồi thôi anh em mình mẹ lâu lâu, mẹ bữa giờ 4-5 tháng Covid, lần này thôi lỡ nhậu rồi thì chúng ta đi tăng 2 phát em ạ. À, anh em nhở, ờ thôi đi, hai thằng mình ba xe đi. Thế thì tăng 2 lại bay mẹ 1,5 triệu nữa, mới thằng 500, mới nhậu vừa rồi 350 nữa, thế là bay mẹ 850. Thế uống vào thì lời ra khéo ba thằng lại đấm cả nhau. Thế thì mẹ bỏ mẹ 500.000 ra mua bộ dây điện về nhà nghiên cứu bổ não, tiền còn dư còn lại bảo con vợ ra ngoài chợ mua con mực, hai vợ chồng về nhà ăn bổ cái não, tiếp tục lại ngồi nghiên cứu tiếp FI giống tôi. Mẹ thì thiệt sự ấy, trong vòng khoảng 1-2 năm nữa thì mẹ phun xăng điện tử này báo hết. Anh em cứ nghe tôi, anh em sẽ chiến thắng, dù nó không được 100%, nó phải được là 90 căng nét. Tôi không bao giờ tôi hài lòng với cuộc sống của tôi hay là tay nghề của tôi 100 cả. Tôi làm cái gì nó chỉ có hơn 90% thôi. Đấy, những cục IC mẹ vào đo tích tắc, ngán gì IC. Đấy là chúng ta sẽ thành giỏi. Bởi vì ở đây chúng ta bỏ tiền, những cái đồng tiền nó bay qua cửa sổ, hoặc là những cái đồng tiền chúng ta chi cảm thấy nó không xứng đáng. Đấy thì anh em hãy cố gắng luyện để mang lại cái tố chất thành công. Kiếm được tiền rồi tha hồ mà chơi, không nghĩ vì tiền nữa thì lúc đấy tiền nó lại vào. Khi nào trong đầu không nghĩ về tiền nữa, tiền tự động lại vào. Đời nó thế đấy. Có vài trăm nghìn anh em mẹ phun khóa sờ mất kỳ. Bộ dây điện ở Việt Nam này, thằng nào bán bộ dây điện mẹ nó rẻ thối như em,
mẹ bán bộ dây điện mà thằng tay ga thì Tuấn nó lời được 500.000 thì mẹ nó thì đương nhiên nó lên trên mạng này nó nổ như bom vậy. Mẹ nó nhân giàu bán bộ dây điện lời được mấy đồng bạc lẻ. Mang lại cho anh em kiến thức về nhà ở cái màu dây này màu gì. Mở quyển tài liệu ra từ 1 tới 33, SU từ 1 cho tới 12. Mẹ giỏi ngay. Trong tương lai mẹ có hàng ngàn, hàng vạn như thằng tay ga thì Tuấn hết. Thì phun xăng điện tử này nó phải hay hơn không? Vào nhẹ nhàng tiếng 2 tiếng đồng hồ mẹ vợt con xe đấy xong xuôi nhẹ nhàng không cần phải đau đầu. Toàn là chia sẻ hết cho anh em chứ không phải là tôi thì mẹ móc tiền cho moi tiền anh em. Bán bộ dây bảo mẹ thằng này nhét túi khoảng 5 lít thì mẹ bộ dây có vài trăm nghìn lấy đâu mà nhét túi được 50 lít. Mẹ 10 ông thì tôi kiếm được vài trăm nghìn chẳng hạn như thế. Thì coi như thì mẹ coi như cái tiền đấy bố thí cho tôi một bộ dây điện tôi kiếm khoảng vài chục. Thì coi như cái tiền đấy mẹ ủng hộ tôi chẳng hạn như vậy. Nhưng các bạn và anh em được cái gì, được kiến thức. Đúng không Nhật Nguyễn? À, dạo này mẹ Covid người chết cũng nhiều mà mẹ thợ làm SU và IC chết thì mẹ tôi đã chết như dạ. Một con xe tôi không phải nói xạo chưa cho anh em nhé. Có anh em bây giờ này vẫn bị cái lỗi CKB52 hành từ bữa giờ 7 ngày nay không hết cái lỗi 52. 7 ngày nay một con xe bị sờn cái lỗi 52 các bạn vẫn chưa giải quyết hết cái lỗi 52. Thì bây giờ phải làm cái gì bây giờ anh em? Sáng giờ tôi hỗ trợ phải 15 anh em rồi. Mẹ nhiều ban nó khó hỗ trợ đâu phải là mẹ nói phát 5 phút 10 phút xong đâu. Nó kéo dài cho tôi hàng giờ, hàng tiếng vẫn vui vẻ. Bởi vì anh em khó anh em mới cần tới mình. Thì mình giúp được thì mình giúp. Còn anh em làm được cái không đó là ở anh em nữa cơ. Sao Sơn Nam? Sơn Nam hỏi mẹ hỏi ăn lỗi 52 là lỗi gì ăn em chẳng khác mẹ thì em đánh đố ăn thì ăn thua. Mẹ đau hết cả não. Rồi dây điện còn khoảng 4 bộ nữa anh em nào chốt mẹ chiều nay gửi luôn. Mẹ không biết đời tôi còn sống tôi giúp được bao nhiêu anh em nữa biết. Và anh em phải cố gắng học. Phải cố gắng học. Học nhiều vào. Học càng nhiều càng tốt. Cứ thế khu vực mình có xe thì mình chỉ có quan tâm những dòng xe đấy thôi. Nó từ từ nó sẽ ngấm hàng ngày hàng ngày. Nó như kiểu thuốc lá hút một phát không thể nào chết được. Vài chục năm nó mới chết đấy. Đấy, nó đơn giản là thế. Nguyễn Hợp Trần Hội. Ơ Trần Hội gửi cái gì nữa anh? Em gửi bộ nồi lâu rồi mà anh. Anh Trần Hội anh lấy cái gì nữa nhỉ? Trung thành bộ dây điện của xe gì? Lít và ABK66 anh ơi. Quá sầm kỳ hết. Ít bữa nữa chuẩn bị Vision về, SH về. À dây điện hả? Chiều nay em gửi luôn. Chủ đang lên toan dây điện nhiều quá. Cái bộ dây điện đấy về nhà nó có thối đâu anh em. Bỏ ra mấy trăm ngàn bộ dây điện nó không có thối. Mua về nhà ngâm cứu. Chờ thời khách vào hư không có cắt rắc. Cắt hết cái rắc ra bán mẹ nó cũng bằng bộ dây điện rồi. Chưa kể những sợi dây về nhà nối nó có màu zin. Cắt SU ra bán. Rồi rắc bơm xăng hầu như rắc cảm biến rồi rắc IC. Mẹ lấy lại tiền vốn ngay, cắt mới cái rắc ra lấy lại tiền vốn. Nhưng chúng ta còn cái gì? Còn cái thân của nó. Ở dây điện. Thì anh em hãy truy cập vào nhắn tin cho em Zalo đi. Zalo và Zalo. Và Zalo của em 0909 755 993. Anh em cứ nhắn Zalo để lại địa chỉ số điện thoại chiều nay em ship.
Rồi anh em nào để trước thì anh xếp trước, anh em nào sau thì đi sau. Trong đời này các bạn và nhiều anh em nào chưa biết, hãy nghe thằng tay ga Đình Tuấn này một lần. Không chết đâu mà sợ. Số tiền bỏ ra không nhiều đâu, không phải bắt các bạn đi vay nóng. Số tiền hàng trăm triệu và hàng tỷ đâu, không chết đâu. Cái này chỉ bỏ ra tiền triệu thôi. Cứ coi như là hôm nay mẹ nghe thằng bạn đánh con lô đề chật mất số tiền đấy. Hoặc là đồng tiền hôm nay kiếm được nhiều quá, rút ra rút vào lỡ nó rơi. Nhưng ở đây là anh em mua về là nó để ở cửa hàng anh em, nó không thể nào gọi là thất thoát. Cái số tiền đấy mua bỏ ra thu chậm hay là thu nhanh thôi. Đấy, thì chúng ta cứ nghĩ trong đầu, hôm nay mình làm rớt mất tiền khoảng 1-2-3 triệu gì đấy. Đấy, để chúng ta để bô tăng tốc thêm một khóa học chẳng hạn như thế. Hãy nghe tôi một lần đi, không chết đâu. Mẹ chết thế nào được? Bỏ ra đôi triệu theo tôi một khóa thì biết chừng nào mà chết. Sợ nhất cuộc đời này các bạn và anh em chuyển khoản cho tôi mà tôi không dạy, thì đó mới gọi là nỗi buồn. Còn các bạn và anh em bỏ tiền ra mua cái gì của tôi, tham gia cái gì của tôi, anh em đều nhận có cả. Đấy, thì làm sao mà chết được. Rồi cứ như vậy, cái đà như vậy ngồi luyện, chờ vài cái đằng xe đề từ ở đây chuẩn bị nó cặt cặp CKB quận IC khóa sớm mất kỳ, chuẩn bị nó chết vào là lượng xác. Rồi làm có tiền thủ ở nhà mấy cái đồ chơi nữa. Rồi mô bin kim phun khóa sớm mất cây gì đấy, làm có tiền nay mua cái kim phun, tuần sau có tiền mua thêm cái gì đấy. Mẹ, chúng ta phải chích ra hàng ngày, chúng ta kiếm được 500 chúng ta phải bỏ bùng binh 50.000. Đến 100.000. Số điện thoại của, đây em fix số điện thoại ở trên này luôn. Rồi, hài hoài, đúng rồi, số điện thoại em đấy, Zalo đấy. Chứ bây giờ một ngày chúng ta biết là ở cuộc sống chúng ta khổ, làm 500 đưa luôn cả con vợ 500. Mà phụ nữ đưa tiền vào lấy ra thì đương nhiên nó phải đặt câu hỏi. Ăn làm gì đâu lại lấy vài trăm, mới đưa vài trăm lại lấy vài trăm, phụ nữ luôn luôn là như vậy. Chúng ta làm một cái bùng binh để một cái gốc. Hôm nay chúng ta bỏ vào 50 hoặc 100. Rồi tiền đấy, để sau này xuất ra vợ nó không tiếc. Khoảng là một tuần mua khoảng 2 kim phun để đó ở khu vực nhà mình, 110, 125 nhiều. Rồi làm được mua cục mô bít sườn để đấy, khách hàng vào lục bục thay luôn, có lợi nhuận mấy trăm. Rồi xong rồi, có nhiều tiền rồi, tiếp tục đếm một cái tủ ra, đợt này cảm thấy mình đầu tư có cái gì rồi. Mô bít sườn kim phun ở nhà mình đầy đủ rồi. Đợt này mở bùng binh ra còn được vài triệu, mua bộ ổ khóa. Vậy nó mới có dư chứ, khi chúng ta chưa có tiền. Còn bây giờ mẹ hôm nay làm được 200, em 200, em 50. Nên chúng ta phải bỏ cái riêng tư vậy, nhưng chúng ta không phải là lừa vợ để lấy cái tiền riêng tư đấy để cho gái ăn, đúng không ạ? Để cho những con đàn bà nào nó đào mỏ mình khi mình có vợ rồi. Ở đây là mình đầu tư cửa hàng cho mình một ngày nó nhiều hơn. Tôi ngày xưa làm bài toán đó đấy, nhưng bây giờ tôi có thiếu cái gì đâu. Ngày xưa chưa dạy anh em, tôi đã có tất cả. Ngày xưa tất cả cái máy Việt Nam này, có cái máy gì tôi mua được hết máy đấy. Đó là cái niềm đam mê của tôi. Ngày xưa tôi chạy qua ở bên quận 7 luôn, qua công ty Minh Phong, dạo tôi mua con MST nó có tầm khoảng 5-6 triệu. Sau này tôi lại tiếp tục mô tô xì ken. Sau này tôi mua tá lả ti tung ấy, để về nhà tôi vọc những cái máy đấy, cái thời khoảng 20 mấy ấy. Và rồi tôi mua tất cả những linh kiện điện tử, bởi vì cái kiếp này tôi vẫn còn làm nghề chứ không phải tôi bỏ.
Tôi cũng nhận từ bấy giờ tôi chia sẻ cho anh em vậy, mua cái này chút xíu. Nó có chết đâu khi chúng ta không làm nghề nữa. Bảo thằng nhớt nó làm cho một cái kệ nhớt, cho một cái tủ bỏ lên đấy, rồi ra ngoài tiệm điện mua vài cái bóng led câu lên đấy nó sáng sủa đấy, thì nó ok ngay, nó bài bản ngay. Chứ bây giờ ra ngoài đường mà thấy mẹ cục gặt không thèm lượng thì làm sao mà thần tài khi chúng ta chưa có cái gì. Chịu khó xin nha, tấp cái xe vào đường, đi ra đường lượm viên gặt đấy. Thứ nhất chúng ta giúp ích cho người đi đường, lỡ may người ta cán phải củ gặt đấy người ta không té. Cái thứ hai chúng ta có viên gặt để ở nhà, đi khoảng 10 lần có 10 viên gặt về nhà, chúng ta không đủ xây cái nhà đúng không, chúng ta có đồ chúng ta kê đấy. Rồi chúng ta vừa giúp ích cho dân, chúng ta lại vừa có gặt chúng ta kê ở nhà, thì mẹ nó mới có 10 viên gặt chứ đúng không. Thì thế thì đương nhiên chúng ta mới có đồ chơi. Bây giờ chúng ta chẳng muốn lượm cái gì cả thì lấy gì mà có đồ chơi. Rồi chúng ta làm vua một khu vực, rồi những anh em tay nghề khác lại mang tới chúng ta, lại làm cho anh em thợ chúng ta lại kiếm được ý trăm, làm mỏng mỏng thôi. Những anh em thợ yếu ấy mang lại cho chúng ta giúp kiếm tiền đấy, hoặc là nồi côn mua 200 mấy, tiền ship nữa cho 10.000 một bộ, 280 về nhà bán cho thợ 300 kiếm 20.000 cũng được trái dừa. Chứ bây giờ chẳng muốn bán. Anh em người ta tin tưởng, người ta bảo cái nồi bên mình bán ngon thôi thì cũng nói tẹt ra luôn chẳng hạn như vậy. Mua 270 tay ga Đình Tuấn, nhiều lúc thật lòng tiền ship một bộ về đây 10.000 bán 300 mình kiếm trái dừa. Ok, qua bên kia cô ơi để con trái dừa như thế này này. Rồi 15.000 còn 5.000 mua khoảng vài đĩa con ngựa hút cho tỉnh táo. Bây giờ không làm đó thì lấy đâu có 20.000. Có 20.000 mới lên 100.000. Đúng không? Ai cũng có tiền hết, anh em kia cần đồ. Đồ nó tốt thì mình bán, mình có lợi nhuận vài chục. Trong đầu tôi lên một cái ý tưởng cực kỳ là hay. Tôi để dành cho tất cả anh em, hết cái dịch Covid này anh em tham gia khóa học trực tiếp tại cửa hàng của tôi. Đúng bài bản, diễn xuất cho anh em làm đúng 15 ngày xuống núi. Tôi bảo về nhà chỉ cần cái thời đến với anh em nữa là anh em thay đổi vận. Đấy. Có một ý tưởng cực kỳ đẹp để đón chào những anh em tới đây. Xong cái mùa Covid này, Covid. Còn những anh em nào trong tay hiện tại đang có nửa tỷ, có một cái ý tưởng xây nhà thì hãy ngưng lại tất cả. Khi trong tay đang có khoảng 3, 4, 500 triệu ý định muốn xây nhà, muốn xây toilet, ngưng lại cho tôi điều đấy. Chờ 1, 2, 3 năm nữa xây để tiền để đầu tư. Đầu tư gì cảm thấy không biết, cảm thấy phân vân thì liên hệ với tôi. Đừng xây nhà ở trạng thái bây giờ. Hay có 500 triệu người mẹ gần cuối năm nay muốn ở nhà mới, xây cái nhà một phòng khách cấp 4, hai phòng ngủ. Một cái bếp, một cái toilet, một cái giếng trời gì đấy thì hãy ngưng lại. Ở những ngôi nhà cảm thấy mưa không dột là được. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, cơm ăn hàng ngày, không bị đói, không bị khổ. Rồi để 500 triệu đấy đầu tư 1-2 năm sau nó lên 1 tỷ. Rồi 1 tỷ lên khoảng 1,5 tỷ, 2 tỷ gì đấy, đồng tiền nó dư giả. Còn bây giờ xây ra phát sinh ngay. Vợ hai vợ chồng lại muốn cái này đẹp, đẹp như trong lúa nó hết. Ôi bảo hai vợ chồng mình cố gắng ơi, vay mượn tí đi ăn nhậu, cái chỗ này nó đang xấu. Làm khúc này nhà mình chưa đẹp mà hết lúa rồi. Thôi hai vợ chồng mình ráng vay mượn tí, đắp nốt cái chỗ đấy, nhân tiện làm luôn. Xong rồi nó sẽ vỡ nợ, và đồng thời vỡ nợ thì không vỡ nợ, nó sẽ đẻ lên khoảng tầm 700 triệu sẽ làm cái nhà xong, mẹ nợ 200 triệu. Hai vợ chồng
thúc đầu cày để trả nợ. Thì cái vô tình xây cái nhà xong nó lại không đẹp trời, thì đương nhiên hai vợ chồng làm ăn nó lại thất bại, công việc nó không đều, thì số tiền chúng ta kiếm được thì nó nhỏ giọt, rồi để chúng ta trả nợ những vấn đề đấy thì nó chậm. Chúng ta trả nợ chậm mà ở bên cái đầu cho nợ người ta không đòi thì không sao, bởi vì tới ngày tới giờ rồi bên kia cứ hối thúc, không có thì hai vợ chồng nói qua nói lại. Nhiều lúc nếu anh em gốc Bắc thì chửi địt mẹ mày, ngày xưa bố mày bảo mày không chịu nghe, chỗ đấy ngưng lại đi, khi nào có tiền thằng làm. Mày cứ bảo ăn ơi, chồng yêu ơi, gì tí chỗ đấy ăn làm tốt cho em. Thế mình mẹ Bắc mà, anh em mình gốc Bắc địt mẹ mày thấy chưa, bây giờ nợ mẹ, bây giờ ra hàng xóm thằng nào nói là cái đầu của tao này, tiền đéo có thì có xây nhà, có tiền thì mẹ hàng xây, thế bây giờ mang nợ mẹ đi đâu, nó bảo như vậy. Nợ thì đéo trả được. Thế hai vợ chồng mà ăn xong cứ bực nhau liên khúc chiều mưa. Thôi clip đến đây của tôi diễn đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em có một bữa cơm ngon miệng, ngủ trưa chiều nay nào. Và con xe kiếm vài trăm rồi tối lại đưa chị nhà lại cười tít tít. Tôi đi về ăn cơm rồi đã đây. Rồi toa hàng tôi đã lên tất cả cho anh em rồi. Thì tôi gửi anh em nhận được hàng, anh em kiểm tra rồi anh em trả tiền qua shipper. Rồi, nhận được hàng hãy kiểm tra hàng, chụp cho tôi một kiểu hình rồi trả tiền shipper. Khóa học tôi chờ kế tiếp đủ số lượng, tôi sẽ mời anh em vào cái nhóm. Tôi sẽ diễn trong vòng khoảng 15 đêm. 15 đêm nó mang lại căng thẳng và nhiều thú vị thăng hoa và nhiều điều bổ ích. Hy vọng anh em chuẩn bị tinh thần cho nó thoải mái để học kiến thức đi vào, không bị đau cái bộ não. Rồi, bye bye. Có thể trong tương lai tôi không sửa xe nữa, tôi sẽ làm một cái nhà gì đấy, tư vấn hoặc là cái gì đấy. Kế tiếp tôi sẽ lên một ý tưởng, cảm thấy nó hay hơn, có ý tưởng lên cái bộ não để mang lại nhiều cái thú vị, thành công hơn cho anh em thợ. Hãy tin tôi để thay đổi cuộc sống này. Bởi vì số tiền các bạn đưa cho tôi nó quá nhỏ. Hãy làm và thay đổi để mang lại sự thành công trong vòng 5 đến 10 năm sau. Tuổi anh em còn trẻ xem được cái clip của tôi thì hãy thay đổi nhanh. Đừng để khi cái tuổi đã già, lúc đấy muốn thay đổi tư duy, thời gian không quay trở lại. Sức khỏe sẽ yếu đi và đồng thời sẽ không còn minh mẫn để kiếm được đồng tiền nhiều. Từ phút này nếu chúng ta còn cái tuổi, còn tư duy tốt thì chúng ta hãy thay đổi vào ngày mai. Còn anh em nào về yếu thì hãy liên hệ với tôi tham gia khóa học online để mang lại nhiều điều bổ ích trong cái cuộc sống giàu nhất này, mang lại cửa hàng tốt hay ý nghĩa hơn để kiếm được đồng tiền nhẹ nhàng sung sướng hơn trong cuộc đời còn lại khi chúng ta vẫn còn là kiếp người. Xin chào.